Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay chúng ta có nhiều tin rất sốt dạo. Trước hết là một cái tin liên quan đến một người Việt Nam tuyên bố bậy bạ. Phải nói rằng là một người Việt Nam tuyên bố bậy bạ, tôi muốn nói tên. Rồi quý vị sẽ bảo tôi ghét cái người này. Thật ra cái người này họ không phải lần đầu tiên họ tuyên bố bậy bạ. Cách đây vài năm họ ra một cuốn video, một con chim nó thả, nó ngậm hạt lúa màu vàng, nhưng mà khi nó nhả ra xuống lại thành màu đỏ. Đấy, đó là một cái lối tuyên truyền rẻ tiền của Cộng sản từ lâu nay đến rồi. Không biết người này là Cộng sản hay là người này ăn tiền Cộng sản hay là cái người này là người ngớ ngẩn. Theo tôi nghĩ người này là một người ngớ ngẩn. Có bao giờ mà một hạt lúa mà đang màu vàng mà rớt xuống thành ra màu đỏ đâu? Đó là một cái sự tuyên truyền rẻ tiền của một người không có học, của một người mà lớp ba trường làng cũng không đáng nữa. Chứ cho là một người nông dân, người ta đi cày đi cấy mà người ta bình thường, người ta cũng không bao giờ tuyên truyền cho cái mùa lúa của họ nó được mùa từ cái hạt lúa vàng mà biến thành hạt đỏ hay là hạt xanh. Nhưng mà cái người này họ làm được. Bởi vì chúng ta thấy rằng cũng thông cảm cho họ. Có người hàng xóm nói với họ rằng tại sao anh là một người mà cũng biết học hành ABC mà sao anh làm tuyên truyền cách dại dột thế. Anh thích Cộng sản, anh cứ việc nói, nhưng mà anh làm cái điệu màu vàng thành màu đỏ, đó là màu máu là Cộng sản. Người dân người ta coi, người ta cười. Và từ đó họ chống đối. Thế thì anh chàng đã có trả lời họ, vì cơm áo mà. Đó, chứ thật ra họ không muốn. Thế thì tôi nghe cái câu chuyện đó là tôi thương người. Tôi bảo thế thì tội cho cái anh chàng này. Vấn đề mà vợ dại con thơ, cần tiền bạc để mà cho vợ đi chợ, cho nên phải dám mắt làm cái việc ngớ ngẩn mà anh ta làm được. Bởi vì đa số những cái trung tâm mà nói về nghệ thuật, về âm nhạc ở hải ngoại thì chúng ta thấy rồi, Cộng sản sau 45 năm họ công nhận họ thất bại. Cho đến bây giờ Cộng sản nó chưa bao giờ nó thất bại. Nó bảo là ra quân là phải chiến thắng, bốc phét, cho nó có đánh ma, cho nó có đánh ai đâu. Nhưng mà nó phải công nhận một điều, nó thất bại. Thất bại nặng nề, thất bại ê chề. Mà 45 năm qua, mà có thể đến 100 năm nữa nó cũng sẽ thất bại như thế. Tức là nó không đủ khả năng làm nên được một bản nhạc đi vào lòng người. Cho nên cái âm nhạc của nó bây giờ chỉ khai thác vấn đề sexy, vấn đề gái ăn mặc hở hang. Những cái trung tâm nhạc của nó làm chủ nó cũng thế, nó đựa mấy bà già ra xong rồi ăn mặc sửa căng mặt, cái mặt cưng cưng, trông là muốn tọt tai rồi, đúng không? Thế là dơ con gái, dơ này dơ nọ chào hàng. Quý vị coi tất cả những cái trung tâm âm nhạc của nó là như thế hết, là vì nó không có nhạc hay. Bây giờ mà đem ra nhạc, quý vị coi 10 bản hết 11 bản cho nhảy nhố nhăng ăn mặc hở hang ra, không ra cái trò gì cả, không có nghệ thuật mà cũng không có tư cách mà cũng không có văn hóa. Nhưng mà bây giờ chúng nó làm cái gì bây giờ? Nó chào hàng để lôi mấy người tàu già, mấy người Đài Loan, mấy người Đại Hàn, mấy người ngoại quốc qua Singapore để qua ngủ với gái Việt Nam thôi. Thì cái phương tiện của nó để mà chào hàng là mẹ thế giới, làm nàng dâu xứ lạ. Trên những cái trung tâm nhạc xuống dốc hết. Ngoài ra nó xào xáo lại, xào nấu là những cái bản nhạc trước năm 75. Rồi nó kèm theo những cái đứa nhảy ăn mặc hở hang. Có gì đâu. Nghe nhạc Việt Nam càng nghe càng xuống hố. Cho nên cái thất bại của Cộng sản là người ta phải công nhận rằng 45 năm qua chiếm cả miền Nam, cả miền Bắc, mà họ chưa có được một bản nhạc đi vào lòng người. Đấy, bây giờ những cái nhạc Xuân cũng thế. Quý vị coi nó nhố nhăng không? 10 bản nhạc của nó thì hết cả 11 bản tranh đấu giai cấp hạ lưu. Rồi nó phải xem vào những cái bản nhạc của miền Nam trước năm 75, như là những cái bản Ly Rượu Mừng, như là những cái bản nhạc Lính Trúc rất hay. Rồi nó sửa lời đi. Cho nên cái thất bại của Cộng sản không ai chối cãi, là nó công nhận là nhạc của nó, âm nhạc của Việt Cộng đi xuống hố. Và không còn một nơi nào trên thế giới này người ta có thích nhạc Việt Nam được nữa. Ngoại trừ nó đều khoe hàng, chào hàng,
để mà nó lôi cuốn những cái thằng mất nết về Việt Nam có vậy thôi. Bởi vậy cho nên cái anh chàng này mà tuyên bố bậy bạ, cái điều là dĩ nhiên rồi. Khi mà Cộng sản nó cho anh này ít tiền, bảo rằng làm cái con chim nó ngậm hạt giống lúa vàng rớt xuống thành lúa đỏ, thế giới người ta chửi, người Việt Nam người ta khinh. Còn những cái tên bầu sâu thì nó là mặt dày mày dạn, nó như là mặt thớt rồi. Quý vị nhìn mặt mũi nó như mặt thớt, nó không biết xấu hổ, nó cưng cưng nó ngồi lên trên đó. Nhưng mà người coi rất là mất mặt. Bởi vậy cho nên từ cái ngày mà từ một con chim gần hạt giống vàng xuống rơi xuống hạt giống đỏ, tôi không bao giờ coi nhạc Việt Nam nữa. Vì tôi bảo nó như thế đấy, quay đi quẩn lại nó cũng chừng đó thôi. Còn có đứa thì lại không làm như vậy thì bảo là lật đổ Cộng sản là một sai lầm. Quý vị thấy không? Chúng nó công khai theo nghị quyết 36 để chúng nó cao tụng. Mà mặt mũi nó cũng dơ cưng cưng lên trên đài, nó cũng vẫn nói chuyện. Cả cha cả con nó đâu có xấu hổ đâu. Thế thì với một cái người mà nó không biết xấu hổ mà nó làm ăn nghệ thì ra cái gì? Lựa mấy bà già cho lên, lựa mấy đứa bé ăn mà khở hang hết. Quý vị coi vấn đề văn nghệ Việt Nam đấy. Quý vị tìm cho tôi một cái hay của văn nghệ Việt Nam đi. Tôi ca tụng trên đài 2 tuần lễ. Rồi nó dồn vào những cái xem vào những cái bản nhạc của Cộng sản làm. Ô là la. Nghe mà muốn khóc, muốn ói. Thế thì hôm nay cái tên này nó gặp cái dở hơi. Tôi gọi cái tên này là một thằng dở hơi. Là vì nó nói rằng là có 50 người Mỹ đã bỏ nước Mỹ mà đi qua bên Canada để mà tị nạn. Lý do chán Donald Trump. Quý vị có tin không? Và nó còn nói rằng Mỹ bây giờ là một nơi không an toàn. Thế nhưng mà cái thằng mà súc sanh, cái thằng dở hơi này, nó lại làm giàu ở nhờ Mỹ. Vài tháng nó lại đi làm chuyến về văn nghệ để kiếm ít tiền đút túi đem về cho vợ đi chợ. Mà nó bảo nước Mỹ bây giờ không an toàn. Cho nên ở trên YouTube bây giờ các tuổi trẻ nó chửi, ơi là chửi. Nhưng mà riêng tôi lại không chửi. Tôi thương. Vì tôi đã nghe câu chuyện hàng xóm của tên này nói rằng là nó kẹt, cái kho nó bó cái khôn vì nồi cơm bát gạo. Cho nên tôi không muốn nỡ hất bát gạo của nó đi. Tôi chỉ nói một cách thẳng thắn rằng đây là một tên dở hơi. Bởi vì nước Mỹ chúng ta ở riêng bằng chứng Duyên Hải, đi ngày đi đêm, nhà ở cách đây 60 cây số, 60 mai, tức là gần 100 cây số. Tôi ở gần mạng Victorville, chứ không phải Riverside đâu. Nhưng mà tôi đi ngày đi đêm, 10 giờ 11 giờ tôi còn lái trên xa lộ. Với lứa tuổi gần chín bó này mà lái xe xa lộ 10, 11 giờ đêm, đôi khi 12 giờ đêm. Ngày trước chúng tôi còn làm đài truyền hình quốc gia, đôi khi tôi với cô Mộng Đào 12 giờ đêm, 1 giờ đêm còn lái xe. Có gì đâu. Suốt 60-70 năm, 50-60 năm ở Hoa Kỳ, chưa bao giờ bị một tai nạn. An toàn lắm. Mà cái tên dở hơi này, nó vì nó ăn tiền của cái bọn lớp ba trường làng, cho nên là nó mới nói để nó lấy lòng. Và tôi bảo đảm đây là một vấn đề cơm gạo. Chứ này nó cũng chả có chính trị gì đâu. Nó cũng chả biết gì về chính trị. Nó nói dở hơi. Nó bảo rằng Hoa Kỳ là một quốc gia không còn an toàn. Có đến 50.000 người Mỹ bỏ nước Mỹ qua Canada. Xin lỗi quý vị. Giống như mấy con xương cà vô loài thời 2016 nó bảo Donald Trump mà trúng cử tôi sẽ bỏ Mỹ tôi qua Canada ở. Mà thấy mấy cái con quỷ này nó có đi đâu. Nó vẫn giơ cái mặt cưng cưng của nó ra nó chào hàng. Đó. Cái chuyện là chúng ta phải gọi quỷ thôi, chúng ta không dám nói cái gì bình thường nữa. Là vì chúng nó vấn đề vì đồng tiền, chúng nó có thể làm bất cứ cái gì. Ăn mặc thì ở hang, chào hàng. Thành thử ra chúng ta phải thương những cái người này vì miếng cơm manh áo mà họ đã gạt đi cái lương tâm của con người. Và cái này cũng là lỗi tại những người đang ở trong chính quyền hiện nay, trong cái nhà cầm quyền
Ở Việt Nam bây giờ gái đi làm lý có phải là cái chuyện là do họ muốn đâu. Họ là mẹ thế giới, lấy Đại Hàn, lấy Đài Loan, lấy Mã Lai vì họ khổ. Chứ không phải như người ở Mỹ này, không làm cũng có ăn. Làm gì có cái chuyện đàn bà Mỹ ở Việt Nam, ở Mỹ đi lấy Đại Hàn đâu. Đó là vì họ ham của lạ thì họ lấy thôi, chứ họ không có phải vì vấn đề cơm manh áo. Nhưng ở những nước cộng sản Á Châu hay là bên Tàu chỉ vì vấn đề miếng cơm manh áo. Rồi cái tên này còn nói bậy bạ nữa, là Tổng thống Donald Trump là một tên bạo chúa. Donald Trump nếu là tên bạo chúa, làm sao 60 triệu người Mỹ bỏ phiếu cho Donald Trump năm 2016. Năm nay 2020 tới đây thì cái số người bỏ phiếu Donald Trump có thể lên đến 80 triệu người. Thế thì cái dân này có phải dở hơi không? Một cái tên biết đọc tiếng A, tiếng B, biết nói chữ good morning, good evening, đúng không? Good life. Nói theo cộng sản, làm thì người mà chỉ ham ba cái nập nà. Thế thì chúng ta trách làm gì với cái lũ này? Chúng nên yên thương. Nó dính dáng vào vấn đề sướng ca vô loài, cái gì nó cũng làm được. Nó không biết xấu hổ. Cuộc đời của nó cũng rất đau khổ lắm. Nghe nói rằng nó cũng lên đi vượt biên rồi, cũng vì cộng sản mà nó phải bỏ nước ra đi. Rồi vợ con nó bị hiếp hay bị gì đó rồi chết ở trên biển, mất tích luôn. Cái gì thấy không? Giống như con tên nhà văn nào đó mà nó đi vượt biên, con vợ nó bị hiếp mà qua đây nó cũng vẫn đi theo cộng sản. Là vì nó có tiền. À, cái nghị quyết bằng sau Nguyễn Tấn Dũng hồi trước nó tuyên bố nó sẽ bỏ ra 10 triệu đô la. Nếu cần là 100 triệu đô la để nó đánh phá cái cộng đồng thì nó phải bỏ tiền nó mua chuộc. Mấy cái tên múa máy quay cuồng này có biết cái gì đâu. Cứ có tiền là nó xong. Cũng giống như mấy con chiến ca vô loài. Miệng thì nó trông cộng mà rồi cũng lại mò về Việt Nam mà hát đưa cái xác giả về trong mấy cái ngố. Nó điều nghiên. Mà qua đây mặt vẫn cưng cưng. Thì cái giống đó như vậy, ông bà mình nói không bao giờ sai. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục trong phần 2 về những câu chuyện cái tên dở hơi này làm cho cộng đồng mình mang tiếng. Cái đó làm cái điều đau khổ, nhưng mà thôi, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Xin cảm ơn quý vị.